không có thính để thả và luôn việc chính nha anh em. Chiều theo nguyện vọng của nhiều fan thì hôm nay chúng mình cùng xem chị Tuyến trong các vai diễn khác nhau sẽ như thế nào nhé. Giờ thì like rồi vào việc thôi. Câu 1, hầu hết các vai diễn của chị Tuyến là vai gì? Nhìn mặt chị ấy hiền quá, nên đạo diễn không nỡ để chị ấy đóng vai ác, mà hầu như từ trước đến nay, chị ấy toàn trong vai hiền thôi ạ. Vợ, anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi. Em đặt nhân sâm cho bố mẹ anh, em chăm lo cho gia đình mình, từng chút một. Em còn coi gia đình của anh như là gia đình ruột thịt của em. Còn em gái của anh, em chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ, quần áo cũng không phải giặt. Vậy mà anh xem, anh và em gái của anh đối xử với em thế nào đây? Câu 2, cơ mà có một phim chị Tuyến trong vai đàn em của chị Đại, bạn có nhớ là phim nào không? Nhìn thì hiền thật đấy, mà vào vai ác thì chị Tuyến cũng cân được tất nha. Chẳng hạn như làm đàn em của Quỳnh Mu nè, trong phim Ngây Ngô Thổi Đầu ấy. Khi đó, tôi thật sự sợ hãi và đau khổ. Câu 3, chị Tuyến và ai là đàn em của chị Quỳnh? Tuyến Tuyền đều làm đàn em của chị Quỳnh, cơ mà có chiến cỡ nào cũng không bằng chị Đại Quỳnh Mu được. Mày nghĩ mày là ai? Mày lại dám ra lệnh cho tao? Chúng mày lấy máy ra quay lại để tao xem sau này nó sẽ sống như thế nào. Chị Tuyến là bạn của anh Hiếu trong phim nào nhỉ? Hội bạn thân có Hiếu và Tuyến ở trong phim Hai Anh Em nha. Hội này công nhận mạnh thật đấy, suốt ngày đi chơi với nhau được. Câu 5, cơ mà hội bạn thân đó hay làm gì với nhau nhất nhỉ? Muốn thâu tóm cả căn bếp nhà mình thì đừng bỏ qua tập nào của Hai Anh Em nhé. Các anh chị ấy hướng dẫn rất tỉ mỉ công thức làm các món ăn đó, lại còn siêu dễ nữa nè. Câu 6, xem đến mấy trăm tập phim rồi, bạn có biết gần đây thiếu nhân vật nào không? Chính vì chị Thảo rời gãy tivi rồi nên thiếu chị ấy trong phim. Cứ tưởng sau khi Thảo nghỉ thì phim này sẽ bị dừng lại, nhưng không đâu nha, anh chị ấy vẫn ra phim đều đều mà. Câu 7, mà chị Tuyến ở team nào vậy nhỉ? Chị ấy là diễn viên cốt cán của team gãy TV Media. Xíu nữa chị Kính sẽ chiếu lại bí mật của team này cho fan xem nha. Video còn dài lắm nên đừng có bỏ giờ đó. Tuyến trong phim nào? Chúng mày cứ trêu cụ. Em chào cụ đi. Chào cụ. Đây là người yêu cháu cụ ạ. Cái gì hộ tao tí, là người yêu tao về tao giả cho một thùng mì được chưa? Lâu. Hai thùng. Dạ, chào cụ ạ. Cháu là người yêu của anh Tuấn, nhưng mà hôm nay anh Tuấn mới đưa cho về quê ạ. Hình ảnh Thanh Tuyến hiền lành xinh tươi trong phim Đại học Du ký đó. Phim này chị ấy đóng chung với Thảo Ly nè. Có mà không tìm hiểu kỹ là tôi hay nhầm với bà Tuyền lắm đấy. Câu 9, thế đố bạn đây là chị Tuyến hay chị Tuyền? Anh Phân Anh, sao anh lại ở đây? Mà tại sao anh lại bảo không được cưới anh Long? Anh đã bảo không được là không được. Mà Long đâu? Anh cần phải nói chuyện với Long. Anh ấy vẫn chưa đến. Em gọi cho anh ấy nãy giờ mà vẫn chưa được. Em gọi anh ta làm gì nữa? Anh ta đến muộn như thế này là rõ ràng anh ta không coi trọng em rồi. Anh cứ bình tĩnh đi đã.
Hôm nay là ngày chọn váy cưới, nhưng Long lại không đến cùng em. Em thử nghĩ đi, một người đàn ông yêu em, muốn lấy em làm vợ, làm như vậy có được không? Biết đâu anh ấy bận quá thì sao ạ? Kiểu gì cũng có bạn nhận nhầm cho mà xem. Nhưng có Phan Anh thì chắc chắn là Thanh Tuyền rồi. Cũng may là chị Tuyền với chị Tuyền không cùng một team, chứ không là Phan ngẩn ngơ mất. Câu 10, phim nào chị ấy cũng đóng vai độc thân hoặc là học sinh, thế trong phim nào mà chị Tuyền đóng vai người vợ đảm đang nhỉ? Vẫn nhớ người vợ hiền lành đảm đang của anh Hiếu trong phim Nhà Ai Cũng Thế. Không những làm vợ anh Hiếu mà chị Tuyến còn làm mẹ của bé Cam nữa đấy. Câu 11, bạn thấy chị Tuyến trong phim Nhà Ai Cũng Thế có cuộc sống như thế nào? Mới đầu tuy chị ấy bị tổn thương do gia đình nhà chồng, nhưng đến gần cuối lại là người hạnh phúc nhất, vừa có con ngoan lại vừa có chồng chiều. Câu 12, qua nhiều bộ phim như thế, chị Tuyến đã từng học lớp diễn xuất nào chưa? Với lối diễn tự nhiên và nhập vai, chị ấy chưa từng học lớp diễn xuất ở đâu nha. Tất cả là được tôi luyện ở Gãy TV hết đó. Idol của tôi mãi đỉnh đó. Câu 13, idol Thanh Tuyến quê ở đâu vậy nhỉ? Địa Vĩnh Phúc đó nha các bạn ơi, vừa xinh vừa giỏi như Thanh Tuyến thì xứng đáng bao nhiêu người yêu đấy. Câu 14, tiện đây chị Kính vẫn đang tò mò, chị Tuyến đã có người yêu chưa nhỉ? Ai biết thì comment xuống dưới nhé. Video đến đây là hết rồi. Giờ thì là phần quà cho những bạn xem đến tận cuối video này. Đó chính là màn bóc trần bí mật của các thành viên trong team Gãy TV Media. Câu 1, ai là thành viên của team Gãy TV Media? Video này đúng phải là các dân chuyên mới trả lời được. Đáp án là chị Quỳnh Moon nha cả nhà ơi. Vì Gãy TV Media là một team thuộc Gãy đấy. Cùng khám phá các thành viên trong team này nhé. Câu 2, đây là idol nào? Thì được, chứ là mờ nhan sắc của Quỳnh Moon thì không thể nha. Ai mê Quỳnh Moon thì giơ tay cao cái nào. Câu 3, diễn viên nữ hot nhất của Gãy TV Media ở thời điểm hiện tại là ai? Một hồi đắn đo suy nghĩ thì chị Kính quyết định chọn Quỳnh Moon nha. Vì chị Thảo Ly rời Gãy rồi, còn chị Nhung lại tạm nghỉ. Xét về tài về sắc thì chỉ còn chị Quỳnh Moon là nổi bật nhất thôi. Các bạn có đồng ý không nhỉ? Chắc nhiều
nhiều bạn cũng biết chị Nhung giờ đang tạm nghỉ ở Gãy để chờ sinh em bé đúng không? Chị Thính cùng các bạn fan mong em Pizza ra đời lắm rồi nè. Liệu em Pizza có làn da trắng giống như mẹ Nhung hay đen xì giống bố Tuấn đây? Giải thích cho mọi người tại sao khoảng 1 tháng rưỡi vừa qua Nhung mất tích. Đó là vì một lý do rất đơn giản thôi. Nhung có bầu em bé thứ hai và sức khỏe yếu hơn nên là Nhung đã nghỉ dưỡng thai, nghỉ sinh sớm hơn dự định một chút mọi người ạ. Cái này thì mong là mọi người thông cảm nhá. Con ăn, chọn nhạc để đu chen cùng mẹ con Pizza nè. Nhung bận rồi hay bảo em dừng bước về nhà. Có được người yêu đội danh mà đang hào hoa. Đời vui biết dừng nào, tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước. Có những lúc muốn ngủ say trong vòng tay em đêm cùng anh đến mai sau này. Rồi lại có những lúc đắm chìm trong mây tình yêu, ngần ngây như giấc mơ. Hãy gần em một chút thôi, kiss me kiss. Nhạc ba cho chị, vì đó là đáp án hoàn toàn chính xác. Bé nào thuộc động tác rồi thì quẩy cùng chị Nhung và em Pizza luôn đi nha. Trên này cực đáng yêu luôn. Câu 6, ai là thành viên nhỏ tuổi nhất của Gãy TV Media? Chưa chọn được không? Cũng dễ hiểu thôi, vì nếu chỉ nhìn mặt thì khó đoán tuổi của các chị lắm. Người trẻ tuổi nhất là chị Thanh Tuyến, chị ấy sinh năm 2003 nha. Kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau mỹ mạo như hoa. Trên cài hoa lên tóc hot hòn hòt nửa năm nay chưa thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Hồi nhỏ chị và các bạn hàng xóm cùng thường kết vòng hoa đội lên đầu nè. Ai có tuổi thơ dữ dội như vậy không? Câu 8, đâu các bạn biết chị Tuyến là fan của môn thể thao nào? Chị Tuyến là fan của bóng đá nha. Chả thế mà chị Tuyến cùng đồng đội mặc áo đá bóng cổ vũ đây nè, trông cũng nhiệt huyết ra phết đấy. TikTok nhiều nhất cùng với thành viên nam nào trong Gãy TV Media? Vì cài đi cài lại TikTok của chị Tuyến nên rất dễ nhận ra. Anh Hiếu chính là thành viên nam quay TikTok cùng chị ấy nhiều nhất. Hai anh em sơ hở là đu chen và tấu hài ngay, đáng yêu quá đi mất. Em có quen người nào chưa? Sao mỗi tối anh chẳng thấy ai đón đưa? Anh chẳng thể yêu thêm ai nữa vì em, vì những ngày xưa. Thành phố như chật chội hơn, sao chẳng thấy yêu thương mà chỉ mình anh cô đơn. Câu 10, nhảy cùng chị Tuyến là Đỗ Hiền. Tin đồn chị ấy thế chỗ của Thảo Ly là đúng hay sai? Tôi yêu em lắm người ta. Bao vết thương trong lòng khắp trong vô vọng.
Gãy TV Media vẫn chưa có chị Đỗ Hiền đâu nè. Chị ấy thuộc team khác cơ. Các bạn thích phim nào do chị Đỗ Hiền đóng nhất, hãy comment xuống dưới nhé. Đố bạn biết thành viên nào trong team Gãy TV Media vừa tốt nghiệp đại học? Xin chúc mừng tân cử nhân Thùy Anh nha. Chị ấy tốt nghiệp 2 bằng, 1 bằng đại học, 1 bằng lòng yêu anh luôn nè. Video sặc mùi cơm chó luôn. Câu 12, người yêu của Thùy Anh có phải là thành viên của Gãy TV không? Anh Dũng không phải diễn viên của Gãy đâu. Nếu như anh ấy đóng phim chắc cũng ổn đấy. Vì nhìn siêu đẹp trai thế này cơ mà. Bảo sao mà chị Thùy Anh mê. Xin mê mình nghe em thôi. Mọc so với đã trang điểm của chị Thùy Anh như thế nào? Sao anh sành sỏi thế? Là vì anh yêu em. Yêu hay là chỉ thích? Thì cứ cho là thích đi. Đầu tiên phải thích thì mới yêu. Em yêu chồng em, nhưng em lại thích anh. Mặt mộc như chị Thùy Anh, da chị khá là đẹp nha, lại còn không có mụn nữa chứ. Bua Hancock ta đây, dù có làm gì cũng sẽ được tha thứ hết. Biết vì sao không? Vì ta quá xinh đẹp. Câu 14, đâu biết chị Thùy Anh mặc áo của ai? Của con trai. Vậy thì còn ai ngoài anh Thành Dũng, người yêu chị Thùy Anh được? Áo xịn mà người nhảy còn xịn hơn. Nhất trong team Gãy TV Media. Riêng chị Quỳnh Moon sẽ có một vote từ chị Kính nha. Ai bảo do chị ấy nhảy đẹp quá đi. Còn các bạn chọn ai nhỉ? Nhớ comment ý kiến xuống dưới nhé. Chúa hè nào đây cả nhà ơi. Cái bài này nghe nó buồn cười nhỉ. Hát lại hai tay anh ôm xương rồng rất đau. Thế bị giả đi ôm cây xương rồng rồi. Đừng thấy anh hát nhạc buồn mà tưởng anh là sad boy. Bình thường anh Hiếu cũng tấu hài cực mạnh đấy. Đã thế còn bật mút thả thính fan cực mạnh đây nè. Quê anh ở đâu vậy? Quê anh ở trong trái tim em. Khổ nỗi video đã quá dài. Thôi thì hẹn các bạn ở video sau nhé. Ấn đăng ký kênh của chị Kính và lấy sách vở ra ôn bài nào. Bye bye.